Đây là cái cổng vào cái chùa Tam Bảo nè các bạn. Cái chùa Tam Bảo này nằm ở Hàm Tiên. Mình đi vào cái con đường này. Bên đây có một cái tòa tháp rất là đẹp nè. Cao thì là cao to nữa nè. Có rất là nhiều tượng Phật nè, các vị La Hán. Và đây là trong chùa chính điện nè, mình đi vào trong đây nha. Chùa Tam Bảo. Mình đi vô trong chính điện. Đây là ngôi chùa Sắc Tứ Tam Bảo Tự. Là ngôi chùa này có khoảng gần 300 năm nay. Nơi đây là ngày xưa mẹ của ông Mạc Cửu tu hành đắc đạo, gọi là Thái Bà Bà. Cái một trong 10 cảnh đẹp của Hà Tiên gọi là Tiêu Tự Thần Chung, có nghĩa là tiếng chuông sáng sớm để nhắc nhở mọi người lao động thức hướng về con đường tâm linh và nhân dân. Bây giờ ra đây còn cái di tích rất là đặc biệt ở phía sau là cái tháp của Thái Bà Bà. Dạ. Bây giờ mình đi ra ngoài sau. Từ đại bi thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát. Tháp là cái qua duyên của Thái Bà Bà. Ra mình coi cái tháp hoa diên của Thái Bà Bà mà đẹp. Đó là cái tháp của mẹ của ngài Mạc Cửu đó. Wow. Gọi là Thái Bà Bà. Bà tu hành ở việc qua bên đây, bà đã tu hành đắc đạo luôn á. Dạ. Cái công viên chỗ này đẹp quá trời đẹp luôn. Đây là cái tượng Phật Di Lặc nè. Đây là mẹ Quan Âm. Chị La Hán nè. Đẹp quá.
đi theo ông Năm đi qua mình coi cái tường di tích xây 300 năm. Cái tường đó phải không Năm? Cái này là cách đây là 300 năm đó cô. Dạ, hồi đó là xây nghe nói là ngôi dưới tường. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đó không có xi măng. Dạ, không có xi măng. À. Đây là cái dấp tường bên hông của chùa Sắp Tứ Tam Bảo Tự mà được cho biết đó. Và tường này xây cách đây khoảng 300 năm. Ngày xưa là sử dụng những vật liệu bằng ô dứa, đường, cát, đá và xây tạo thành và cấu kết khoảng 3 thế kỷ mà vẫn còn như thế này. Nó cũng là một cái sự cấu trúc rất là đặc biệt của thời xưa nhân dân. Tòa tháp thì có rất là nhiều đặt tượng của Phật mà. Phật Thích Ca. Còn bên đây là Phật Thích Ca ở dưới gốc cây Bồ Đề. Bây giờ mình sẽ đi ra phía cái khu viên mà trước. Ở đây có nhiều cái cây sao nó rất cổ thụ, nó to và nó vàng rất là mát. Ở đây có một cái tượng Phật Thích Ca nằm nè các bạn, rất là lớn luôn, khổng lồ luôn. Con mũi nó chích khủng khiếp. Bên đây là mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm rất là lớn. Cái khung viên chùa phía trước á. Mình đã đi một vòng khuôn viên của chùa. Mình quay cho các bạn xem chùa Tam Bảo ở đây như thế nào nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha.